Chào các em. Hôm nay mình sẽ tổng ôn phần sinh thái quần thể. Mình sẽ giải một số câu hỏi trắc nghiệm ha. Câu 1, đặc trưng nào không phải của quần thể? Thì câu A, kích thước quần thể là đặc trưng. Câu C, mật độ cá thể là đặc trưng. Kiểu phân bố là đặc trưng. Chỉ có câu B, loài đặc trưng thì không phải đặc trưng của quần thể mà nó là đặc trưng của quần xã. Chương tiếp theo mình sẽ học về quần xã sinh vật đó. Câu 2, thời gian sống thực tế của một cá thể. Thời gian sống thực tế chính là tuổi sinh thái. Tuổi sinh lý là gì? Là cái thời gian nó có thể đạt tới. Câu 3, có bao nhiêu tập hợp sau đây là quần thể? Mình nhớ quần thể phải cùng một loài. Ý thứ nhất, tập hợp cá cóc ở tam đảo trong một cá cóc tam đảo ở vùng tam đảo đúng ha, đây là một quần thể. Đó là cá cóc. Câu B, tập hợp con vóc muỗi hết ở rừng Khao Ka thì đây chính là một quần thể bởi vì nó là một loài thôi. Câu 3, tập hợp sến đầu đỏ ở vùng quốc gia Tràm Chim đúng ha, đây là một loài sến đầu đỏ. Ý thứ tư, tập hợp chim đang sống ở Trường Sa thì đây không phải là quần thể bởi vì tập hợp chim này có rất nhiều loài chim. Cho nên ở đây mình chỉ có ba tập hợp là quần thể. Câu 4, cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6. Dưới nhiệt độ này thì cá chết và chịu nóng đến 42 độ. Trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết. Thì các chức năng sống biểu hiện tốt ở 20 đến 35 độ C. Vậy khỏi nhiệt độ 25 đến 35 gọi là gì? Biểu hiện tốt nhất. Tốt nhất chính là đây là gọi là khoảng thuận lợi. Còn câu A, giới hạn chịu đựng chính là 5,6 đến 42, còn điểm gây chết giới hạn trên là 42 và gây chết giới hạn dưới là 5,6 độ C. Câu 5, hiện tượng nào sau đây biểu hiện mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? Mình nhớ có hai mối quan hệ giữa các ở trong quần thể ha. Hỗ trợ và cạnh tranh. Câu A, cá mập con khi mới nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn, đây là cạnh tranh. Câu B, động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau, đây cũng là quan hệ cạnh tranh. Câu C, tỉa thưa tự nhiên ở thực vật cũng là quan hệ cạnh tranh. Và câu D, các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau, đây chính là hỗ trợ, quan hệ hỗ trợ. Câu 6, hiện tượng cá mập con khi mới nở, ăn trứng chưa nở. Đó là mối quan hệ gì? Cạnh tranh cùng loài. Đó, nó ăn trứng của chính nó luôn ha, của cá mập, của loài cá mập, cho nên là cạnh tranh cùng loài. Câu 7, khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên làm gì? Khi mà gặp nhiều con non có nghĩa là cái quần thể của nó đang bị suy giảm rồi. Thì mình phải làm gì? Dừng ngay nếu không sẽ cạn kiệt. Câu 8. Phần lớn quần thể trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng nào? Nhớ ha, trong tự nhiên thì phần lớn đều là theo đường chữ S. Đường chữ S là khi môi trường bị giới hạn. Còn mình chỉ có hai thôi, hai dạng thôi, chữ G và chữ S. Thì chữ này là chữ J này là khi mà môi trường không giới hạn. Còn chữ S là khi điều kiện môi trường bị giới hạn. Thì trong tự nhiên của mình thì thức ăn càng giảm, không đủ đúng không? Không thể nào mà được cung cấp mãi mãi hết. Các nguồn dinh dưỡng, điều kiện sống, bệnh tật hoặc là diện tích nơi ở thì nó cũng sẽ bị hạn chế, cho nên là hầu như sẽ tăng cường trưởng theo đường cong chữ S. Câu 9, các con linh dương được tranh giành linh dương cái trong mùa sinh sản, đây là mối quan hệ gì? Cạnh tranh cùng loài. Đó, cạnh tranh không được giành con cái. Câu 10, một số loài chim di cư từ Bắc bán cầu về Nam bán cầu để tránh rét. Dựa trên nhân tố nào sau đây để định hướng đường bay? Mình nhớ ha, câu này ha. Các loài chim nó di cư thì lúc nào để định hướng đường bay nó cũng phải dùng ở đây chính là ánh sáng. Nó sử dụng ánh sáng để nó định hướng. Câu 11. Xét các yếu tố sau đây. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể? Mình nhớ ha, kích thước là một đặc trưng của quần thể đó.
Thứ nhất, sức sinh sản và mức độ tử vong. Đúng, sinh sản nhiều thì kích thước tăng, tử vong nhiều thì kích thước sẽ giảm. Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể ra khỏi quần thể. Đúng, xuất cư nhiều thì kích thước giảm. Đó. Ý thứ ba, tác động của nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường. Đúng, đúng không? Các nhân tố sinh thái, ví dụ lượng thức ăn trong môi trường giảm thì nó có thể thiếu cái thực phẩm, thiếu cái nguồn dinh dưỡng thì kích thước quần thể có thể bị giảm xuống. Đó. Thì các nhân tố sinh thái cũng vậy. Ví dụ như nhân tố sinh thái vô sinh, ví dụ như về khí hậu, nếu mà gặp bất lợi thì cá thể có chết thì kích thước quần thể sẽ giảm xuống. Và ý thứ tư, sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể. Đúng, ví dụ cá kẻ thù nhiều thì cái quần thể đó nó có thể bị giảm xuống. Đó. Và ví dụ như bệnh tật phát sinh thì cái kích thước quần thể sẽ giảm, cho nên cả bốn ý đều đúng. Câu 12, quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt. Dễ suy vong khi kích thước đạt dưới mức tối thiểu. Mình nhớ ha, dưới cái mức tối thiểu thì nó có thể nó sẽ không thể giao phối được. Đó, thì nó có thể dẫn đến suy vong. Câu 13, có bốn quần thể của cùng một loài được ký hiệu là ABCD với số lượng cá thể, diện tích môi trường như sau. Cho số lượng cá thể quần thể A như thế này, diện tích môi trường như thế này, sắp xếp quần thể trên theo mật độ giảm dần. Thì ở đây mình phải biết mật độ là gì? Là số cá thể trên một đơn vị diện tích. À, rất là đơn giản. Số cá thể trên một đơn vị diện tích thì mình chỉ việc lấy mật độ quần thể A là bằng gì? 350 chia 120. Đó là ra sẽ ra mật độ của quần thể A. Thì mình mới bấm máy tính ha. Chỗ này sẽ ra đó là mình lấy 350 chia 120 thì được là 2,9. Rồi cứ như vậy. Quần thể B mình lấy 420 mình chia cho 312 thì ra 1,34. Rồi. Quần thể C lấy 289 chia cho 205 thì mình được là 1,4. Và cuối cùng, mình lấy 185 chia 180 là 1,02. Đó. Vậy, mật độ sắp xếp theo mật độ giảm dần có nghĩa là từ cao xuống thấp. Ở đây mình thấy, đầu tiên là quần thể A 2,9, mật độ 2,9, cao nhất. Đối quần thể C là 1,4, tới quần thể B và cuối cùng là D. Thì đó là A, C, B, D, câu A. Rồi, câu 14. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản. Câu này sai rồi. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn sau sinh sản. Mình nhớ ha, cái này không phải chỉ khi nào ở quần thể mà đang phát triển, quần thể đang phát triển đó, quần thể phát triển đó thì nhóm tuổi sinh sản nó cao hơn nhóm tuổi sau sinh sản và nhóm tuổi trước sinh sẽ cao hơn đang sinh sản. Còn ở đây mình nói, người ta nói là luôn, từ luôn này ha, mình để ý những từ luôn hầu như là những câu sai đó. Thầy không thể nào luôn luôn, có thể có lúc có quần thể này nhóm tuổi đang sinh sản này nó sẽ nhỏ hơn cái nhóm tuổi sau sinh sản. À. Mình có cái tháp tuổi có ba loại cấu trúc đó, trẻ, già và trưởng thành đó. Đối với cái tháp mà già thì tuổi sau sinh sản nó lớn hơn nhóm tuổi đang sinh sản. Ý thứ hai, khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển. Nhớ ha, đang phát triển nó là một cái tháp hình tam giác. Ở dưới là trước sinh, ở giữa là đang sinh và cuối cùng nhỏ nhất là sau sinh. Thì đây mình coi đúng không? Sau sinh sản ít hơn số lượng nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển. Ha, cái ý này mình chú ý nó vẫn chưa đủ. Nhóm tuổi sau sinh sản nhỏ hơn
nhóm tuổi đang sinh sản và nó nhỏ hơn cái nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể mới đang phát triển. Cho nên ý này vẫn chưa đúng, mấy em chú ý ha. Nói thế này thì chưa đủ để kết luận nó là quần thể đang phát triển. Đang phát triển thì mình phải nói là trước sinh nè, nó phải lớn hơn đang sinh sản nè. Và nó lớn hơn nhóm sau sinh sản. Ý thứ ba, quần thể diệt vong nếu số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản. Trước sinh sản ít hơn số lượng đang sinh sản thì không phải là sẽ diệt vong. Mình nhớ ha, cái tháp này có thể thuộc về nhóm già, nhưng không phải là diệt vong. Nó có thể là suy yếu, nó có thể giảm dần, chứ không chắc chắn là sẽ diệt vong. Cho nên ở đây là bị sai ha. Ý thứ tư, ba câu sai rồi. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kỳ mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng? Ý thứ nhất trước ha, cấu trúc tuổi quần thể theo chu kỳ mùa đúng. Có thể mùa này nó cái cấu trúc tuổi khác, có thể mùa sau, là ví dụ mùa xuân khác, mùa hè khác. Đúng. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp. Đúng rồi ha. Ý này đúng. Phân bố rộng thì cấu trúc tuổi sẽ phức tạp hơn. Cho nên ở đây mình chỉ có một ý đúng thôi. Đó chính là câu A. Rồi câu 15. Trong đợt rét hại tháng 1 đến tháng 2 năm 2008, ở Việt Nam rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện của đợt rét hại năm này. Thì đây là biến động không theo chu kỳ, mình nhớ ha. Đột biến vào một cái năm nào đó, nó có cái đợt rét hại, đặc biệt nó gây hại. Chứ không phải cứ mùa nào cũng rét hại, mùa nào cũng rét hại hết. Chỉ có trong đợt rét hại này thôi. Thì đó là không theo chu kỳ. Rồi câu 16. Trong một ao người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá. Mèo trắng, mèo hoa, trống cỏ. Vì sao? Rất là nhiều cá. Để làm gì? Ta để nuôi kết hợp bởi vì mình nhớ ha, có thể cá nó ở tầng trên, cá tầng giữa, có thể nó cá tầng đáy. Thì nó sẽ tận dụng được cái nguồn thức ăn của từng cái môi trường ở trong cái ao đó. Đó chính là cái ổ sinh thái. Mỗi loài nó sẽ có một cái ổ sinh thái riêng. Thì nó sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau. Đó, người ta có thể nuôi kết hợp được. Ví dụ như cá nằm phía trên thì nó sẽ có ổ sinh thái là mặt trên. Thì nó chỉ ăn cái tầng trên thôi ha. Thì chia như vậy nó sẽ là giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau. Nhưng mình sẽ chọn câu D. Câu 17. Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sau. Những dạng biến động nào theo chu kỳ? Biến đổi theo chu kỳ. Thì mình nhớ, mình để ý ha, miền Bắc là số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét nhiệt độ dưới 8 độ C. Cái này nó không có chu kỳ gì hết. Năm nào rét nhiều thì nó sẽ bị giảm. Ở Việt Nam mùa xuân, đó mình thấy mùa nè, mùa hè nè, thì đây chính là theo mùa, theo chu kỳ. Ý thứ ba, số lượng rừng tràm U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng. Đây không có theo chu kỳ. Nhớ ha. Không theo chu kỳ. Câu 4, hàng năm. Đó, hàng năm thì đây có tính chu kỳ. Cho nên ý 2 và 4 sẽ là theo chu kỳ. Đó, 1 và 3 là không theo chu kỳ. Câu 18. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ở quần thể thực vật, những cây sống theo nhóm chịu đựng được gió bão là biểu hiện của hỗ trợ cùng loài. Đúng. Đúng không? Theo nhóm để nó có thể nó hỗ trợ lẫn nhau. Đó. Ý thứ hai, quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của cá thể. Đúng. Đó, nó hỗ trợ. Ý thứ ba, cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể tăng lên quá cao,
dẫn đến quần thể bị diệt vong. Ý này sai. Mình nhớ ha, cạnh tranh không bao giờ diệt vong. Em chú ý ha, nếu mà người ta nói cạnh tranh mà dẫn đến diệt vong là không đúng. Mình học rồi, cạnh tranh để làm gì? Để nó duy trì cái mức độ ổn định của quần thể. Để nó thích hợp với cái điều kiện của môi trường, thích hợp với cái lượng thức ăn, lượng dinh dưỡng của môi trường, cái nơi nó đang sống. Chứ không phải để nó diệt vong, cho nên ý này sai. Ý thứ ba, ý thứ tư, cạnh tranh cùng loài góp phần nâng cao khả năng sống sót và thích nghi của quần thể. Đúng. Cạnh tranh thì nâng cao khả năng sống sót. Con nào mà không cạnh tranh được thì nó sẽ bị đào thải. Đó, cho nên cái sự thích nghi nó sẽ càng tăng cao hơn. Của quần thể thích nghi nó sẽ là tốt hơn ha. Những con được sống sót có nghĩa là nó đã thích nghi được với cái điều kiện môi trường đó. Cho nên ở đây mình chọn đó là có 3 phát biểu đúng. Câu 19. Trong rừng nhiệt đới xếp 4 loài động vật. Mèo rừng, trâu rừng, chuột voi. Theo suy luận lý thuyết, quần thể động vật nào thường có kích thước lớn nhất? Mình nhớ ha, kích thước của quần thể tỷ lệ nghịch với kích thước của cơ thể. Thì đây con nào kích thước lớn nhất thì sẽ là kích thước con vật đó, nó sẽ có kích thước nhỏ nhất thì kích thước quần thể sẽ lớn nhất. Đó. Thì ở đây mèo rừng, trâu, chuột voi thì con chuột sẽ là con có kích thước nhỏ nhất. Cho nên cái quần thể có kích thước lớn nhất. Câu 20. Giả sử loài A kích thước tối thiểu là 30 cá thể. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Một quần thể của loài này có 70 cá thể, nhưng do tác động của lũ lụt dẫn tới 50 cá thể bị chết. Chỉ còn lại 20 cá thể thôi. Sau một thời gian, số lượng cá thể giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong. Tối thiểu là 30, mình nhớ ha. Dưới tối thiểu thì quần thể có thể bị diệt vong. Hoặc là trên tối đa quần thể cũng có thể bị diệt vong. Cho nên ở đây mình thấy là còn lại có 20 cá thể. Thì 20 cá thể này nhỏ hơn kích thước tối thiểu thì đúng là nó sẽ là số lượng giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong. Ý 1 đúng. Ý 2, quần thể loài này chỉ có 12 cá thể. Nếu được cung cấp đủ các điều kiện sống thì tỷ lệ sinh sản tăng, tỷ lệ tử vong giảm, quần thể sẽ tăng trưởng. Chú ý ở đây ha, mình phải nhìn con số này, 12 cá thể thôi, 12 cá thể này nó nhỏ hơn kích thước tối thiểu. Thì không bao giờ, đã nhỏ hơn kích thước tối thiểu thì quần thể sẽ diệt vong, sẽ suy vong. Cho nên cái này không đúng. Mặc dù có cung cấp bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào mà là sẽ là quần thể tăng trưởng hết. Cho nên câu này cũng là một câu sai. Ý thứ ba, quần thể của loài này có 60 cá thể. Nếu môi trường bổ sung thêm nguồn sống thì tăng sinh sản ta giảm tử vong. Đúng, quần thể sẽ tăng kích thước cho đến khi cân bằng với môi trường. Đúng, ý thứ ba này là một ý đúng. Ý thứ tư, một quần thể loài này chỉ có 15 cá thể thì sự hỗ trợ cùng loài thường giảm. Đúng rồi, bởi vì số lượng cá thể ít dưới kích thước tối thiểu, càng ít thì cái sự hỗ trợ càng giảm. Cho nên là ở đây mình có 3 ý đúng, 1, 3 và 4, tổng cộng là 3 ý đúng. Câu 21. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? Phân bố ngẫu nhiên là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cho sinh vật tận dụng nguồn sống tối đa và giảm cạnh tranh. Sai. Phân bố theo nhóm là phổ biến nhất, cho nên mình đã thấy sai rồi. Ý thứ hai, tỷ lệ giới tính tùy thuộc từng loài, thời gian và điều kiện môi trường. Đúng. Ý thứ ba, mật độ cá thể quần thể là đại lượng biến thiên thay đổi theo mùa năm hoặc điều kiện môi trường sống. Đúng. Và ý thứ tư, đường cong biểu thị tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện giới hạn có hình chữ S. Qua điểm uống, tốc độ tăng trưởng của quần thể tăng dần. Ý thứ nhất đúng rồi nè ha. Tăng trưởng trong điều kiện giới hạn thì hình chữ S. Qua điểm uống, tốc độ tăng trưởng của quần thể tăng dần. Trên cái đồ thị đó nó có một cái điểm uống. Thì lúc đầu nó tăng lên, tới cái điểm uống đó bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Cho nên sai là chỗ này. Qua điểm uống thì tốc độ sẽ giảm dần. Nếu mà tăng dần là nó tăng lên nữa thì thành chữ J rồi. Đúng không? Đây là chữ S thì qua điểm uống nó sẽ giảm dần. Cho nên ở đây mình có đó là chữ ý 2 và ý 3 đúng, 1 và 4 sai. Câu 22.
cho biểu đồ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể thỏ và linh miêu. Phát biểu nào sau đây sai? Nhớ hết sai ha. Câu 1, đường số 1. Rồi bây giờ mình nhìn đồ thị nè. Nó có đường số 1, đường số 2. Thì mình nhớ ha, đường số 1 này mình sẽ biết thỏ với linh miêu, có nghĩa là con linh miêu ăn con thỏ. Thì con thỏ nó sẽ có cái số lượng nhiều hơn. Quần thể bị ăn thịt sẽ nhiều hơn cái quần thể là ăn thịt. Ở đây linh miêu nó sẽ là số lượng cá thể của nó sẽ nhỏ hơn, còn con thỏ sẽ nhiều hơn. Cho nên nhìn ở đồ thị này mình sẽ biết đường số 1 là của thỏ, kích thước quần thể thỏ. Còn linh miêu là kích thước đường số 2. Nha ha, hoặc là kích thước mình nhìn ở đây, con thỏ nhỏ hơn thì kích thước quần thể của nó sẽ lớn hơn. Rồi, vậy đường số 1 biểu thị quần thể thỏ, đường số 2 biểu thị số lượng biểu thị của linh miêu, đúng. Đường số 2 là của linh miêu. Số 1 là thỏ. Ở đây người ta bảo mình tìm câu sai ha. Ý thứ hai, sự biến động số lượng cả hai loài là dạng biến động theo chu kỳ 9 đến 10 năm. Rồi coi phải 9 đến 10 năm hay không. 45 đến 55. 65. À đúng rồi ha. Cái này là 9 đến 10 năm. Rồi ý thứ ba, sự biến động số lượng của quần thể thỏ kèm theo sự biến động quần thể linh miêu và ngược lại. Nè mình thấy nè, thỏ biến động thì linh miêu cũng biến động. Đó, cái thỏ biến động thì linh miêu sẽ biến động. Thì linh miêu nó hơi đi sau một chút so với thỏ, đúng không? Câu này vẫn là câu đúng nè ha. Rồi câu D, cả hai loài đạt kích thước tối đa vào thời điểm tương đương nhau. Rồi mình nhìn ở đây. Con linh miêu ăn con thỏ, nếu mà linh miêu tối đa nhiều thì cái lượng thỏ nó phải giảm xuống. Không thể nào hai cái loài này cùng đạt thời điểm tối đa vào thời gian tương đương hết mà nhìn trên đồ thị. Ví dụ đỉnh đây cao nhất thì mình giống xuống chỗ này. Không, con linh miêu không phải cao nhất, con linh miêu ở phía sau này, cao nhất là tại vị trí này, cho nên linh miêu và thỏ không cùng đạt kích thước tối đa vào cùng một thời điểm, cho nên câu sai là câu D. Rồi câu 23. Có bao nhiêu ví dụ sau đây là dạng biến động số lượng cá thể theo chu kỳ? Giống giống như câu trên ha. Ở miền Bắc Việt Nam thì số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, thì đây là không theo chu kỳ. Cái này nó có trùng lại nè, một số ý nè. Ý thứ hai, ở Việt Nam mùa xuân mùa thì là chu kỳ nè. Ý thứ ba, số lượng rừng tràm U Minh giảm mạnh sự cố này là không theo chu kỳ. Ý thứ tư, hàng năm là chu kỳ. Và ý thứ năm, số lượng muỗi giảm về mùa đông ở miền Bắc Việt Nam. Đúng, và mùa đông thì số lượng muỗi sẽ giảm, cho nên mình sẽ có là 3. Biến động theo chu kỳ nó giống như câu trên, chỉ thêm một ý số 5 thôi ha, bị trùng lại thôi. Câu 24. Con người đã ứng dụng hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây? Thứ nhất, trồng sen canh, cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn. Đúng. Đây là ứng dụng về ổ sinh thái. Nó hai ổ sinh thái khác nhau. Ý thứ hai, khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao thì thu được năng suất càng cao. Ý này không đúng. Nó không có liên quan đến cái ổ sinh thái. Ý thứ ba, trồng các loại cây đúng thời vụ. Đúng. Đúng rồi, đúng thời vụ. Là những hiểu biết về ổ sinh thái. Ý thứ tư, nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi, đúng. Cho nên mình có tổng cộng là 3 cái ứng dụng vào về hiểu biết về ổ sinh thái.